Sao Hoàng Nhật Đồng Điện xin chào cả nhà. Hôm nay em mới về được một cái món mới. Cái bình thủy này thì trước em bán cũng khá là nhiều, nhưng sau một thời gian không bán nữa thì rất là nhiều các bác khách hàng hỏi. Hôm nay vừa dọn xong thì lên phục vụ các bác nhé. Ngày xưa thì em bán là cái loại nó toàn bộ điện 100. Nhưng đợt này rất là may là nhập được cái lô toàn bộ điện 220V các bác ạ. Toàn bộ hàng thực chất của hãng Panasonic này. Cho nên là nó đỡ lỉnh kỉnh cho các bác khi mà muốn mua một cái bình thủy xịn mà lại điện 100V thì thực sự mua cái biến áp nó cũng mất toi 500.000 rồi, thì cái bình thủy này nó sử dụng luôn cái điện lưới của Việt Nam mình rất là tiện. Đây. Một cái bình thủy của Panasonic này. Model này. Điện 220V nhé, 700W. Sản xuất tại Thái Lan. Đấy. Yeah. Có đế xoay rất đẹp, 3 lít các bạn ạ, 3 lít nhé. Đấy. Cái chiếc bình này thì nếu mà nói về độ mở máy, khi mà các bác mua những cái bình mới siêu thị nó vào giá vào khoảng 4 đến 5 triệu một chiếc. Đấy. Có các hãng Tiger này, Joji, Panasonic này, 4 đến 5 triệu. Một chiếc bãi này thì hiện tại em bán là 1,2 triệu. Giá rất là hợp lý để các bác sở hữu một chiếc bình thủy mình có thể đun nước, uống trà hoặc là pha sữa. Đấy, mùa đông thì mình có thể giữ ấm, đun nước liên tục. Đấy. Đây hiện tại em đang đun sôi gục rồi các bác nhé. Đấy, đang đun sôi. Cái chiếc này rất là hay. Nó có thể các bác cài đặt được nhiệt độ bao nhiêu cũng được, 60, 80, 90 đến 98 độ C. Đấy, hiện tại đang báo nhiệt độ lên đến 95 độ rồi. Yeah. Mình có thể cài đặt này. Đấy. Các bác muốn đun 90 độ C này, đun 80 hoặc đun 60 độ để pha sữa này. Yeah. Nút này là nút khóa trẻ em nhé. Đấy. Nút này hẹn giờ này. 4 giờ này, 4 giờ sau tắt này. 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ. Đấy. Nút ribbon này thì nó là cái nút đun lại nước. Ví dụ là nước khi các bác để ở đây một lúc thì dơ lên nó ngắt rồi, các bác bấm nút này thì nó sẽ lại đun sôi lại ngục cho các bác luôn thành 100 độ hoặc là theo đúng cái độ nhiệt độ các bác cài đặt này, để các bác có thể dùng đúng mục đích của mình. Đấy, mình này rất là hay là như vậy. Hiện tại đang sôi thôi nhé, rất là nóng. Đấy, rất là nóng rồi. Đây là bơm của nó này các bác này. Đây là nút khóa nhé, lóc muốn bơm nước các bác bấm nút này và bấm lên giữ đây. Đấy, nó mới ra nước. Bình 3 lít. Hàng Nhật xuất đi các nước, cực chất luôn. Điện 220V, rắc cắm rất là tiện này. Dây này rất là tiện. Đấy. Còn nếu mà dùng cái bình 100V thì nó cũng khá là bất tiện. Như cái bình này 220V thì thật sự là nó rất là tiện lợi các bác nhé. Và mùa đông các bác dùng uống hoặc là các bác hay dùng pha chè, mình nhà nào hay phải dùng đến nước nóng thường xuyên, thì một cái bình thủy Nhật này thì nó tuyệt vời luôn. Giá 1,2 triệu. Đấy, bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.